Minh Phương kính chào quý vị khán giả đang đón xem chương trình tin nóng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh viện dã chiến lập tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động vào hôm qua với quy mô 300 giường bệnh. Những bệnh nhân nghi nhiễm virus corona trở nặng sẽ được chuyển đến hồi sức tích cực tại đây. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh thành phố điều động. Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản đưa tin đã có thêm 60 hành khách trên du thuyền Diamond Princess có kết quả dương tính với virus corona. Du thuyền này hiện đang bị cách ly kể từ khi cập cảng Yokohama hôm 3 tháng 2, sau khi một cụ ông 80 tuổi được phát hiện dương tính với virus nCoV. Trong số gần 300 người có tiếp xúc với bệnh nhân này, đến nay đã có tổng cộng 130 người được xác nhận nhiễm nCoV. Trung Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm nhiều ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV gây ra. Nước này cũng có thêm gần 3.100 ca nhiễm mới ở 31 tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, một thông tin đáng mừng là số ca nhiễm mới hàng ngày tại các tỉnh ngoài Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch đã giảm 6 ngày liên tiếp. Một đối tượng đã nổ súng bên trong một đồn cảnh sát ở khu Bronx, thành phố New York của Mỹ, khiến một trung úy bị thương. Đối tượng này đã tiếp cận bắt chuyện với hai trung úy cảnh sát, sau đó nổ súng vào họ. Trước đó, chính đối tượng này đã bắn vào một xe cảnh sát đi tuần cũng tại khu vực này, khiến một người bị thương. Hai vụ tấn công xảy ra cách nhau chưa đầy 12 giờ. Kẻ tấn công hiện đã bị bắt giữ. Thưa quý vị, cuối năm 2020, tức là còn khoảng 10 tháng nữa, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận phải thông tuyến. Thời gian không còn nhiều nên các đơn vị thi công phải huy động tổng lực, tăng tốc để đảm bảo tiến độ. Làm việc xuyên Tết, một số hạng mục của công trình đã dần hoàn thành. Bắt lấy đà này, các đơn vị thi công đã tập trung phương tiện, vật liệu cũng như nhân công để tăng tốc ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết. Hơn 300 công nhân làm việc xuyên Tết ở 10 gói thầu. Nhờ đó, tiến độ chung của dự án đã được kéo lên hơn 30%. Hiện công trình đang triển khai các bước quan trọng nhất như xử lý nền đất yếu, thi công cầu. Đó, thời điểm hiện nay là chúng tôi cũng sắp đuổi kịp được cái tiến độ mà kế hoạch để mà chúng ta có thể thông tuyến vào cuối năm 2020, cắm được 2 triệu mét dài cái bắc thấm và tương đương khoảng hơn 7 cây số đường đã xử lý xong. Và thì qua khoảng giữa tháng 2 là chúng tôi chỉ còn khoảng một ít nữa thôi là chúng hoàn thành cơ bản công tác xử lý nền đất yếu. Quản lý chặt tiến độ, các doanh nghiệp dự án phải quy định cụ thể mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục. Bên cạnh tư vấn giám sát, các gói thầu còn được theo dõi chặt qua hệ thống camera. Tìm những cái giải pháp kỹ thuật để đáp ứng được cái tiến độ đặt ra, nhưng phải đảm bảo chất lượng yêu cầu. Mà Thủ tướng nói dứt khoát là không để vì tiến độ mà để chất lượng kém, tập trung xử lý tốt cái nền đất yếu. Và tất cả những thông số xử lý tốt là nền yếu rồi thì các giải pháp kỹ thuật sau, ví dụ như kết cấu móng đường, rồi kết cấu áo đường thì hoàn toàn chúng ta có thể thực thi được. Hiện toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang dốc sức, dồn lực để thi công. Phấn đấu giải quyết một phần bài toán ùn tắc vào cuối năm nay, phân luồng để xe máy, xe ô tô lưu thông miễn phí vào dịp Tết Tân Sửu 2021. Gần 30.000 hecta là diện tích lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đã bị thiệt hại do hạn mặn gây ra. Con số này được ngành chuyên môn dự báo sẽ tiếp tục tăng khi đỉnh mùa khô còn diễn biến phức tạp vào tháng 3 và có thể kéo dài qua hết tháng 4 năm 2020. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn mặn gây ra. Tính đến chiều 10 tháng 2, đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 30% diện tích lúa đông xuân với hơn 500.000 hecta. Dự báo đỉnh hạn mặn sẽ xảy ra trong tháng 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương phải tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo ăn chắc hơn 1 triệu hecta lúa còn lại. Chủ trương năm nay chúng ta đẩy đông xuân sớm hơn từ 10 năm cho đến 25 ngày. Thì đó là một cái chủ trương lớn của chúng ta để đẩy thời vụ sớm hơn, làm sao tận dụng cái nguồn nước đầu vụ và tiết kiệm cái nguồn nước cuối vụ. Khuyến cáo bà con nhân dân chỉ có 2 vụ lúa thôi và ngưng không có tiếp tục để xuống giống. Cái đó là phải kiên quyết. Đến nay, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có 6 trên 11 công trình thủy lợi liên vùng kịp đưa vào vận hành. Để ứng phó với hạn mặn ngày càng gay gắt, giải pháp cấp bách hiện nay là sớm hoàn thành các công trình điều tiết nước còn lại. Tỉnh cũng đầu tư là các cái công trình đê bao để ngăn mặn, nhất là các cái cống.
khi mà phát cái lệnh là coi như là mặn lên thì coi như bà con đóng chống lại, cho nên nó không bị thiệt hại. Làm ngày đêm để và hiện nay là đã hoàn thành để vận hành các cái công trình để mà kiểm soát hàng chục ngàn hecta để ứng phó hạn mặn trong thời gian tới, như là cống Âu Thuyền Ninh Cuối của tỉnh Bạc Liêu, cống Bông Bót Tân Dinh Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh và các cái cống của hệ thống Bắc Thủy lợi Bắc Con Tre. Với tinh thần không để bất cứ người dân nào thiếu nước ngọt sinh hoạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương phải khẩn trương đầu tư các công trình nước sạch nông thôn, ưu tiên các giải pháp tích trữ nguồn nước ngọt hiệu quả, vì mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long có từ 6 đến 8 tháng gần như có mưa. Sau 10 ngày điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 3 bệnh nhân nhiễm nCoV trong nhóm 8 lao động trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã khỏe mạnh và kết quả xét nghiệm cả 3 lần đều âm tính với nCoV. Chiều ngày hôm qua thì cả 3 người đã xuất viện. 3 bệnh nhân đều quê tại Vĩnh Phúc. Trong quá trình điều trị, 2 trong số 3 bệnh nhân này đã bị viêm phổi nhưng không có dấu hiệu suy hô hấp. Các bác sĩ chỉ tập trung vào điều trị triệu chứng, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế và ra cộng đồng. Các bác sĩ cũng khẳng định phác đồ hướng dẫn điều trị nCoV của Việt Nam đến nay vẫn đang phù hợp và bệnh nhân khi xuất viện đã không còn mầm bệnh để lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, trong số 14 bệnh nhân nhiễm nCoV tại Việt Nam thì 6 người đã được xuất viện. Thưa quý vị, trước tình trạng nguồn máu dùng cho cấp cứu tại các đơn vị y tế tỉnh Khánh Hòa thiếu nghiêm trọng trong 2 tuần qua, Trung tâm Huyết học Truyền máu và Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi người dân đi hiến máu. Theo Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, từ chỗ chỉ có vài người dân đến trung tâm hiến máu cách đây 2 tuần trước, thì hiện mỗi ngày lượng người đến hiến máu đã tăng gấp 5 đến 6 lần. Với người đến hiến máu, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Khánh Hòa đã chủ động cung cấp khẩu trang và xà phòng diệt khuẩn để đảm bảo an toàn cho họ. Được biết, mỗi tuần trung tâm cần khoảng 400 đơn vị máu cho việc cấp cứu bệnh nhân trong tỉnh, nhưng lượng máu dự trữ hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 nhu cầu. Các đơn vị y tế tỉnh Khánh Hòa đã phải vận động nguồn máu trong ngân hàng máu sống để kịp có máu điều trị cho các trường hợp khẩn cấp. Lại thêm một khách hàng mất tiền tại ngân hàng. Cụ thể gần đây nhất là vụ bà HTD Trang ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh làm nghề kinh doanh ba lô, do nhập vào đường liên lạ bà đã bị bốc hơi 54 triệu đồng gửi trong ngân hàng trong chốc lát. Chiều ngày 30 tháng 1, bà Trang nhận được điện thoại qua Zalo từ một người đàn ông đặt mua 300 chiếc ba lô. Người này cho hay đang ở Anh nên sẽ chuyển trước 15 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau đó, người này nhắn tin với đường link http://westernunion-vn24.herokuap.com cho bà Trang và yêu cầu bà nhấn vào làm thủ tục đăng nhập tài khoản banking để hệ thống ngân hàng xác nhận quy đổi USD sang Việt Nam đồng. Bà Trang làm theo hướng dẫn và sau đó nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản đã bị rút 36 triệu đồng. Chưa dừng lại, một tài khoản khác của bà Trang mở tại Exim Bank Thanh Đa cũng bị rút 18 triệu đồng. Gần đây, thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu ngân hàng làm người dùng dễ lầm tưởng, mất cảnh giác. Nguy hiểm hơn là các tin nhắn giả mạo này được lưu trữ cùng thư mục với các tin nhắn thương hiệu thật của các ngân hàng trên điện thoại di động của người dùng. Có trường hợp, tội phạm sẽ gửi tin nhắn với nội dung như: trân trọng thông báo tới quý khách, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng dịch vụ vào ngày mai. Quý khách nhanh chóng đăng nhập vào http://www.3.bank.top để cập nhật trực tuyến. Cơ quan công an khuyến cáo, đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình. Không chỉ lừa đảo người sử dụng thẻ đăng nhập vào các trang web do mình tạo ra, những vụ lừa đảo qua thẻ khác cũng không kém phần tinh vi và gây bất ngờ cho những người sử dụng. Điều này cho thấy, nếu như chúng ta không cẩn thận, những người sử dụng thẻ, đặc biệt là thẻ thanh toán quốc tế, nhiều nguy cơ tiền mất tật mang. Tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện lúc 2 giờ đêm ngày 14 tháng 12 năm 2019, tài khoản thẻ thanh toán quốc tế của anh mất hơn 500.000 đồng để mua đồ điện tử. Quá ngạc nhiên vì mình không hề mua sắm ngay tại thời điểm đó, lại không cho ai mượn thẻ, anh đã gọi điện để báo ngân hàng khóa thẻ, đồng thời yêu cầu làm rõ vì sao tài khoản của mình bị ai đó lấy để thanh toán. Cũng hơi khó chịu, là vì rất là lâu rồi nhưng mà cũng chưa thấy ngân hàng trả lời. Thật sự khi mà có sự việc đấy, số tiền mất thì cũng không lớn, nhưng mà khi tôi sử dụng lại tôi hơi lo lắng. Trường hợp mất tiền như anh Phan không phải là ít. Chiêu thức mà bọn lừa đảo thực hiện rất tinh vi, chỉ cần một lần sơ suất để chúng thấy. Chụp lại hoặc ghi lại số thẻ, mã CVV hay mã CVC, mã dùng xác minh thẻ Visa và Master,
là ngay sau đó, các nạn nhân bị mất tiền một cách oan uổng mà không hiểu vì sao. Theo luật sư Trần Minh Hải, giám đốc công ty luật Basico, đây là những đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Do đó, thủ đoạn của chúng còn có thể mạo danh cả cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát thông báo khách hàng có liên quan đến vụ án buôn lậu, rửa tiền, mua bán ma túy để yêu cầu cung cấp các thông tin dịch vụ ngân hàng. Với ngân hàng cũng không nên đứng ngoài cuộc. Cần phải có một cái cam kết cũng như là thông báo cho khách hàng biết là cái cơ sở duy nhất để thực hiện khai báo những cái thông tin đấy là những cái hoạt động thanh toán qua mạng trên cơ sở nào. Nghĩa là để hướng dẫn và tập huấn cho khách hàng, chứ không chỉ đơn thuần là nói là trách nhiệm này là của khách hàng. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2019, Công an thành phố đã nhận được 164 tin báo tố giác về loại tội phạm này, trong đó có nhiều cán bộ cũng bị lừa. Bên cạnh đó, qua thực tế kiểm tra của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, tình hình an ninh mạng trong ngành tài chính ngân hàng vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật chưa thể khắc phục, giải quyết kịp thời. Vì vậy, để ngăn ngừa, ngoài việc nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng, đòi hỏi các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao tính bảo mật hơn nữa cho khách hàng. Thưa quý vị, Việt Nam đã đi đúng hướng và có nhiều tiến triển trong việc ngăn chặn khai thác bất hợp pháp. Đó là đánh giá từ phía Ủy ban châu Âu trong lần kiểm tra vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với 28 tỉnh, thành phố ven biển là tiếp tục thực hiện quyết liệt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trong ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của ngư dân và doanh nghiệp. Câu chuyện từ vùng biển tỉnh Khánh Hòa, nơi mới đây, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chuyến khảo sát về vấn đề này. Trong suốt một năm qua, không có tàu cá nào ở Khánh Hòa khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Những điều mà trước đây ngư dân thường chẳng mấy để ý, thì lúc này họ đã biết khá rành rẽ. Khai thác bất hợp pháp gọi là đánh bắt cá trộm là mình sẽ thiệt hại đến từ bản thân cho đến nghề nghiệp của mình. Nên ngư dân làm cái này họ cũng biết rồi. Khánh Hòa có trên 9.700 tàu cá, mỗi năm sản lượng khai thác gần 100.000 tấn. Đây cũng là địa phương có nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với ngư dân đã giúp cho việc thực hiện các quy định chống khai thác bất hợp pháp đã đi vào thực chất. Chẳng hạn, kết thúc mỗi chuyến biển, trước khi cá bán cho các doanh nghiệp thu mua, ngư dân thực hiện khai báo sản lượng, tương ứng với lịch trình khai thác. Văn phòng kiểm soát nghề cá, sau khi xác minh, thông tin sẽ chuyển đến công ty thu mua. Phía công ty sẽ không mua nếu đây là hải sản khai thác bất hợp pháp. Ban quản lý cảng thì cũng đã cử người trong cái việc mà giám sát tàu cá lên cá ở tại cảng, những cái sản lượng, thành phần loài để làm cơ sở mình xác nhận nguyên liệu cho những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu xuất khẩu. Năm 2019, ở Khánh Hòa, gần 6.900 lô hàng được cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác, trong đó có 379 lô xuất sang châu Âu. Đoàn thanh tra của châu Âu vừa rồi vào thì có 4 khuyến nghị. Thứ nhất là cái tàu cá không vi phạm nữa. Thứ hai đó là quản lý cái hành trình tàu cá trên biển. Thứ ba là truy xuất được nguồn gốc. Thứ bốn xử phạt hành chính. Thì bốn cái này đều phải triển khai đồng bộ thì chúng ta mới có thể gỡ cái thẻ vàng. Dự kiến trong tháng năm tới, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu tiếp tục làm việc tại Việt Nam đánh giá một lần nữa tình hình thực hiện các khuyến nghị đã đưa ra. Nhiều ý kiến cho rằng cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát từ phía các cơ quan chức năng thì chính các chuỗi liên kết sẽ giúp ngư dân và doanh nghiệp tuân thủ các quy định chống khai thác bất hợp pháp. Bởi nếu không gỡ bỏ thẻ vàng thì chính họ là những người đầu tiên chịu thiệt. Theo phản ánh của người dân tại khu tái định cư ven biển thuộc phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, đang tồn tại một chiếc tàu cá và một ngôi nhà bỏ hoang gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Nhiều năm qua, tại vị trí con tàu cháy và ngôi nhà tôn xây dựng trái phép trên vỉa hè bị bỏ hoang, trở thành điểm tập kết của các đối tượng tiêm chích, xả rác, phóng uế bừa bãi. Môi trường sống tại đây đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, xác tàu cháy và ngôi nhà hoang vẫn chưa được tháo dỡ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng dọn dẹp các công trình này, trả lại không gian thoáng đãng cho bà con tại làng biển. Tiếp tục chương trình là các thông tin về an ninh trật tự tại các địa phương. Một vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô đã xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12. Va chạm làm cho chiếc ô tô bị ủi đi một đoạn, sau đó tông vào giải phân cách, lao qua làn đường ngược lại rồi lật ngửa lên trời, biến dạng nặng. May mắn là không có thương vong, nhưng 5 người trong xe cực kỳ hoảng loạn do hiện trường nằm chắn giữa cầu đã khiến cho giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng.
Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại, Bến Tre đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, 52 tuổi, ngụ xã Thành Phước, huyện Bình Đại, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân là tranh chấp đất canh tác. Nạn nhân bị ông Nam chém thương tích 18% bằng một con dao dài khoảng 65cm. Thưa quý vị, một máy bay của hãng hàng không British Airways của Anh vừa lập kỷ lục về thời gian bay nhanh nhất từ thành phố New York của Mỹ tới London. Chiếc máy bay Boeing 747 của British Airways đã hạ cánh tại sân bay Heathrow lúc 4 giờ 43 sáng, sau thời gian bay chỉ 4 giờ 56 phút, tức là sớm hơn gần 2 tiếng so với thời gian bay trung bình của những chuyến bay khác. Máy bay đã đạt vận tốc tối đa lên tới 1.327 km/h. Theo CNN, gió mạnh từ trận bão Sierra có thể đã giúp chiếc máy bay bay nhanh hơn so với bình thường. Tiếp tục chương trình là các thông tin độc lạ trên thế giới. Thay vì trang bị bộ phòng tập hiện đại để thu hút học viên, thì một huấn luyện viên thể hình ở Anh đã nảy ra sáng kiến sử dụng nông trại làm nơi tập thể dục. Anh Tom Kemp đã tận dụng trang trại của gia đình để làm phòng tập. Anh sử dụng vỏ máy cày nặng đến 300kg, dây thừng, máy móc cũ của nông trại để làm dụng cụ luyện tập. Để giúp những giờ tập càng thêm hấp dẫn, thỉnh thoảng anh Kemp còn mở hội thi dành cho các học viên. Thành lập cách đây 4 năm, đến nay nông trại thể hình đã được nhiều người biết đến. Mới đây tại thành phố Tampere của Phần Lan đã diễn ra giải vô địch tango trên tuyết thượng niên. Khoảng 20 cặp đôi đến từ nhiều nơi trên khắp Phần Lan đã cùng cạnh tranh danh hiệu vua và nữ hoàng tango trên tuyết. Các thí sinh đã trình diễn điệu nhảy điêu luyện, uyển chuyển và nóng bỏng, khiến người xem không còn cảm thấy không khí giá lạnh của mùa đông. Giải vô địch tango trên tuyết được tổ chức thường niên tại thành phố Tampere cách đây 15 năm. Đây cũng là cuộc thi tango nổi tiếng, thu hút nhiều thí sinh đến tham gia. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử một bộ phim châu Á cũng như là phim không nói tiếng Anh đã giành được giải thưởng cao quý nhất của Oscar, giải phim hay nhất cho bộ phim Parasite, tạm dịch là Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho. Bên cạnh đó thì bộ phim cũng giành thêm 3 giải thưởng quan trọng khác của Oscar 2020. Ngoài giải thưởng phim hay nhất, Parasite cũng mang về giải phim quốc tế hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Bong Joon-ho. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một bộ phim châu Á nói riêng và phim nói tiếng nước ngoài nói chung giành được cả 4 hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Oscar. Trong bài phát biểu của mình, đạo diễn Bong Joon-ho không giấu được nỗi xúc động, đồng thời chia sẻ về những vị đạo diễn cũng có tên trong đề cử đạo diễn xuất sắc nhất. Khi tôi còn trẻ và học điện ảnh, có một câu nói đã khắc ghi trong trái tim tôi. Đó là người cá tính nhất là người sáng tạo nhất. Câu nói đó từ đạo diễn vĩ đại Martin Scorsese. Khi tôi còn đi học, tôi học về phim của ông. Chỉ được đề cử cùng ông đã là một vinh dự lớn. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể chiến thắng. Với việc giành được 4 giải thưởng quan trọng nhất của Oscar năm 2020, Parasite đã sở hữu hơn 30 giải thưởng trong các liên hoan phim tầm cỡ quốc tế như Oscar, Cannes, Golden Globes hay BAFTA. Tiếp theo sẽ là những thông tin cập nhật trong lĩnh vực giải trí toàn cầu. Trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang làm đình trệ nhiều hoạt động xã hội, thì nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Tuấn Hưng, Hoàng Bách, nghệ sĩ Tố Nga đã có những hoạt động thiết thực như hiến máu nhân đạo, phát khẩu trang miễn phí. Ca sĩ Phi Nhung cùng đồng nghiệp đã đến phát 1.000 phần cơm chay, phát khẩu trang kháng khuẩn cho bà con tại Đồng Nai. Đây là thước phim hoạt hình quảng bá cho những chiếc áo phông đầu tiên in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu của BTS đã được ra mắt mới đây. Các sản phẩm này từng xuất hiện tại các sự kiện pop-up trước đây của nhóm. Khẩu hiệu của các nhân vật BTS được in trên áo này là ban nhạc nam đáng yêu nhất thế giới. Ban tổ chức giải Mâm Xôi Vàng hay còn gọi là giải Razzie, giải thưởng dành cho những bộ phim tồi tệ nhất, mới đây đã công bố danh sách đề cử. Trong đó, bộ phim Cats với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, James Corden, Jason Derulo đã nhận tới 8 đề cử. Nổi bật là các đề cử phim tệ nhất, nữ diễn viên chính tệ nhất, đạo diễn tệ nhất.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng ngày hôm nay. Chương trình được phát vào lúc 18 giờ 10 phút trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.